Hôm nay chúng ta học sang cái bài mới là về kết nối trong mạng LAN và mạng WAN. Kết nối mạng LAN và mạng WAN. Thì các cái chủ đề trong cái bài này thì trình bày những cái đặc tính của những cái loại mạng Ethernet, rồi các cái loại cáp, phân biệt là cáp straight through, cáp crossover. Đây là hai cái loại cáp thường dùng để mà mình kết nối các cái thiết bị. Thì trong đây còn có thêm cái cáp rollover, nhưng mà cái cáp thông dụng đó là straight through với lại crossover, đây là cáp UTP. Rồi miêu tả về chức năng và những cái đặc điểm của thiết bị repeater, hub, bridge, switch và những cái thành phần trong một cái mạng không dây. Bài này cũng có trình bày với chúng ta về cái mô hình là kết nối và lên mạng internet dùng cái công nghệ là ADSL và những cái dịch vụ kết nối mạng WAN khác như là ISDN, Frame Relay hay là HDLC, vân vân. Nội dung của bài gồm có hai phần. Phần thứ nhất là kết nối mạng LAN và phần thứ hai là kết nối mạng WAN. Thứ nhất chúng ta đi vào phần về kết nối mạng LAN. Thì trong cái hình này á, cho chúng ta thấy là các cái công nghệ mạng LAN đây là có công nghệ là Ethernet nè, Token Ring và FDDI. Thì các cái công nghệ mạng LAN thì nó liên quan đến hai tầng, đó là tầng vật lý và tầng data link. Tầng vật lý và tầng data link. Mình xét ở đây là cái công nghệ mạng Ethernet đó. Thì công nghệ mạng Ethernet nó lại gồm nhiều cái chuẩn công nghệ khác nhau, ví dụ như là 10 base 5, 10 base 2, 10 base T, 10 base F. Vân vân. Thì chúng ta chú ý ở cái tầng data link nó được chia ra làm hai. Chúng ta nhớ lại trong cái bài OSC thì ở tầng data link thì nó gồm có hai tầng. Tầng ở phía trên đó là tầng LNLC và tầng ở dưới là tầng con MAC. Như vậy nhớ là gì? Là tầng data link gồm có hai tầng con, là ở trên đó là LNLC và ở dưới là MAC. Thì các cái loại công nghệ mạng khác nhau thì ở cái tầng con LNLC thì nó dùng cái đặc tả chung là IEEE 802.2, IEEE 802.2, và nó chỉ khác nhau là ở cái tầng MAC và cái tầng vật lý mà thôi. Tức là ý muốn nói rằng là giữa công nghệ Ethernet, Token Ring, FDDI đó thì nó chỉ khác nhau ở cái tầng MAC, tầng MAC và tầng vật lý. Còn cái chuẩn ở cái tầng LNLC thì nó dùng giống nhau là IEEE 802.2. Chúng ta đi vào cụ thể trong cái loại công nghệ mạng là Ethernet. Công nghệ mạng Ethernet đó, nó có nhiều cái chuẩn công nghệ khác, ví dụ như là 10 base 5. Thì 10 này là diễn tả là loại công nghệ này hỗ trợ cái tốc độ truyền là 10 megabit trên dây. 10 megabit trên dây. Hay là cái loại đường cáp sử dụng trong cái công nghệ mạng này thì hỗ trợ cái băng thông tối đa là 10 megabit trên dây. Còn cái chữ base là baseband. Baseband. Baseband có nghĩa là, nếu mình dịch là băng tần cơ sở. Baseband có nghĩa là cái công nghệ mạng này nè, nó cái chế độ truyền tín hiệu dữ liệu của nó theo cái chế độ là baseband, có nghĩa là để truyền một tín hiệu dữ liệu nó chiếm toàn bộ khả năng của cái kênh truyền. Để truyền một cái tín hiệu dữ liệu trên đường cáp nó chiếm toàn bộ khả năng của kênh truyền thì đó là baseband. Còn ngược lại với baseband là broadband. Ngược lại với baseband là broadband. Thì broadband là một cái đường truyền vật lý có thể được chia ra làm nhiều cái kênh truyền logic khác nhau. Một cái đường truyền vật lý có thể được chia ra làm nhiều cái kênh truyền vật lý khác nhau. Kênh truyền logic khác nhau. Điều này nó gần giống như là cái đường truyền hình cáp á. Đường truyền hình cáp mà nói vô nhà mình á, thì có một trên một cái đường cáp vật lý đó thôi, mà cho nó chia ra làm nhiều kênh truyền hình khác nhau. Đó là baseband. Còn 5 này á là một cái đoạn cáp
một cái đoạn cáp do của công nghệ mạng Ethernet thì giới hạn là 500 mét. Nào, 500 mét. Thì đó là những đặc điểm của cái 10 base, của cái chuẩn là 10 base 5. Còn 10 base 2 á, thì nó là tốc độ truyền là 10 megabit, base cũng là baseband. Nhưng mà đối với cái một cái đoạn cáp của cái chuẩn là 10 base 2 thì một đoạn mạng của nó là 185 mét, tối đa là 185 mét. Còn 10 base T á, 10 base T thì hỗ trợ cái tốc hỗ trợ cái tốc độ truyền dữ liệu là 10 megabit giây. Base cũng là baseband. Còn T này là twisted pair, tức là cáp xoắn đôi. À, như vậy là cái công nghệ mạng mà 10 base T này nó dùng cái cáp là cáp xoắn đôi, là cáp UTP á. Cáp UTP. 10 base F cũng là 10 megabit, base là baseband và F tức là fiber, fiber optical là cáp quang, dùng cáp quang. 100 base TX thì công nghệ này, cái chuẩn công nghệ mạng này thì hỗ trợ truyền tốc độ đến 100 megabit. À, trong cái chế độ truyền là baseband. Trong cái chế độ mà sử dụng cái băng thông là baseband, có nghĩa là để truyền một tín hiệu dữ liệu nó chiếm toàn bộ khả năng của cái kênh truyền. Còn TX này cũng là twisted pair. 100 base FX thì tương tự mà nó dùng cho cáp quang. À. Thì những cái chuẩn công nghệ mà 10 á thì nó là còn có một cái đặc tả, còn có một cái tên chuẩn là IEEE802.3. Còn cái 100 á, những cái công nghệ mạng mà hỗ trợ truyền tốc độ 100 megabit giây á thì nó còn có một cái tên là IEEE802.3U. À. Còn DIX này nè, DIX này là cũng là một cái tên khác của cái công nghệ mạng Ethernet này. DIX này. Thì chúng ta sẽ xét cái tên này sao. DIX này là viết tắt của chữ là Digital Intel và Xerox, tức là sự kết hợp của ba cái hãng để mà nó phát minh ra, phát triển cái chuẩn công nghệ mạng Ethernet phiên bản số 2. Tóm lại ở cái hình này cho chúng ta thấy điều thứ nhất là các công nghệ mạng khác nhau sẽ liên quan đến hai tầng. Công nghệ mạng cục bộ đó sẽ liên quan đến hai tầng là physical và data link. Physical và data link. Nó có cái đặc điểm là các công nghệ mạng khác nhau thì nó dùng chung một cái đặc tả ở tầng NLC là IEEE802.2. Rồi. Còn mình xét trong cái một cái loại công nghệ mạng Ethernet thôi thì nó cũng có nhiều cái chuẩn công nghệ khác nhau. Thì có những cái chuẩn dùng hỗ trợ truyền tốc độ 10 m và có những cái chuẩn hỗ trợ truyền tốc độ 100 m. Rồi các cái chuẩn công nghệ mạng khác nhau nó lại dùng những cái loại cáp khác nhau. Ví dụ như là loại 10 bay 5 thì nó dùng cáp đồng trục dày, còn 10 bay 2 thì nó dùng cáp đồng trục mỏng hay là mảnh. 10 bay T thì dùng cáp UTP, còn 10 bay F là dùng cáp quang. 100 bay TX dùng cáp UTP, 100 bay FX thì dùng cáp quang. Để mà so sánh giữa các cái công nghệ mạng với nhau á, thường thì mình ta so sánh dựa vào những cái tiêu chí như sau. Thứ nhất là cái chiều dài của cái đoạn cáp. Chiều dài của đoạn cáp. Có nghĩa là tùy theo mình dùng cái công nghệ nào mà nó hỗ trợ một cái đoạn cáp dài tối đa là bao nhiêu. Đó, ví dụ như cái chuẩn công nghệ 10 bay 5 thì một cái đoạn cáp hỗ trợ dài tối đa là 500 mét. 10 bay 2 thì một cái đoạn cáp dài tối đa là 185 mét. 10 bay T hay 100 bay TX thì hỗ trợ một cái đoạn cáp dài tối đa là 100 mét. Rồi. Cái tiêu chí thứ hai để mình so sánh hai cái công nghệ mạng đó là về cái chi phí. Chi phí này thì mình có thể xét cái chi phí của một đoạn cáp. Ví dụ như là 1 mét cáp là bao nhiêu, đó là cái chi phí. Ngoài ra cái yếu tố chi phí này có thể mình xét thêm là về cái chi phí trong cái vấn đề mình triển khai mạng, triển khai cái loại mạng đó nó là cao hay là thấp. Một cái yếu tố thứ ba đó là cái mức độ dễ hay là phức tạp trong cái vấn đề triển khai cài đặt mạng. Ví dụ như mình
đối với so sánh giữa cái công nghệ mạng là 10 base 10 base 2 với lại 10 base T 10 base 2 và 10 base T thì về cái mức độ phức tạp trong việc mà đi đường dây cáp mạng á, thì cái 10 base T nó phức tạp hơn so với lại cái 10 base 2 là nó dùng cái burst topology. Còn cái 10 base T thì nó dùng là star topology. Do đó cái việc mà mình đi cáp của nó phức tạp hơn trong cái việc mình xét về mặt thẩm mỹ. Thế nên một điều nữa đó là gì? Nó sẽ tốn đường cáp hơn. Và một cái yếu tố nữa đó là về cái mức độ nhiễu điện từ. Tùy theo mình dùng cái công nghệ mạng nào, nó sẽ sử dụng cái loại cáp mạng gì. Và mỗi một loại cáp mạng thì nó có một cái mức nhiễu điện từ khác nhau. Thì trong các cái loại cáp là cáp đồng trục, cáp xoắn đôi và cáp quang thì cái cáp xoắn đôi UTP là bị dễ bị nhiễu điện từ nhất. Vì vậy khuyến cáo rằng là chúng ta không nên đi những cái sợi dây cáp mạng mà đi ngang qua những cái nguồn phát ra một cái điện từ trường lớn. Hoặc ví dụ như là đi ngang qua những cái nguồn điện chẳng hạn thì nó sẽ có ảnh hưởng đến cái chất lượng truyền tín hiệu dữ liệu trên cái đường cáp đó. Như vậy mỗi một cái loại công nghệ mạng thì chúng ta nên xét thứ nhất là cái chiều dài của đoạn cáp mạng đó hỗ trợ tối đa là bao nhiêu. Rồi thứ hai là chúng ta xét về cái chi phí của cái đường loại cáp mình sử dụng cũng như là cái mức độ phức tạp trong cái vấn đề triển khai mạng. Và cái yếu tố cuối cùng là mình coi cái loại cáp đó nó có dễ bị nhiễu điện từ hay không. Rồi. Ở đây là một cái khuyến cáo khi chúng ta thiết lập một cái mạng cục bộ dùng cái công nghệ Ethernet trong một cái khu vực, trong một vùng thì chúng ta có những cái gợi ý như sau. Là chúng ta có thể sử dụng cái công nghệ Ethernet mà tốc độ 10 m để kết nối đến các cái máy trạm, tức là ở cái cấp độ người dùng cuối ngồi trên các máy trạm thì chúng ta có thể dùng những cái đường cáp hỗ trợ tốc độ 10 m. Dùng đường cáp cộng với lại mình dùng cái loại cạc mạng 10 m cũng được. Còn cái công nghệ mà fast Ethernet tức là 100 m, Ethernet là 10 megabit, còn fast Ethernet là 100 megabit. Thì cái công nghệ 100 megabit đó, thì khuyến cáo là mình dùng để mà mình kết nối giữa các thiết bị mạng với nhau. Ví dụ như là giữa hai cái switch, ví dụ như vậy, hay là giữa hai cái hub thì mình dùng cái công nghệ là fast Ethernet, tức là 100 m. Rồi trong một cái môi trường mạng mà client server, có nghĩa là có một cái máy chủ và nhiều cái máy trạm. Tất nhiên cũng có thể là có nhiều máy chủ. Máy chủ ở đây tức là máy mà nó cung cấp tài nguyên và dịch vụ cho những cái máy khác. Còn client là máy mà nó sẽ truy cập tài nguyên, nó truy cập dịch vụ từ cái máy chủ. Thì một cái môi trường mạng như vậy mình gọi là nó theo cái kiểu là client server. Thì trong một cái môi trường mạng có cái kiểu client server như vậy thì khuyến cáo chúng ta nên dùng cái công nghệ fast Ethernet cho cái đường mạng mà kết nối đến các cái server. Bởi vì chúng ta cần ưu tiên băng thông kết nối đến các cái server lớn. Như vậy cụ thể trong cái môi trường mạng client server thì cái đường băng thông đến các server ưu tiên là 100 megabit trên một giây. Còn các cái đường mạng về các cái máy trạm thì chúng ta dùng 10 megabit trên giây cũng được. Cái công nghệ fast Ethernet, ngoài cái công nghệ fast Ethernet 100 m thì bây giờ cũng đã có tương đối là thịnh hành cái công nghệ là gigabit Ethernet là 1 g. Và thường thì cái công nghệ 1 g là để thiết lập những cái đường mạng trục, nó gọi là các cái backbone, các cái đường mạng trục. Đường mạng trục là sao? Ví dụ bây giờ mình một cái tòa nhà của mình nó có 10 tầng. Giả sử như mỗi một tầng của mình nó có nhiều cái network thì cái đường mạng mà nó kết nối xuyên suốt qua mỗi tầng thì cái đường đó mình có thể xem nó là cái đường mạng trục. Lấy một cái ví dụ khác về cái backbone network là bây giờ trong một cái trường đại học, mỗi một khoa, mỗi một văn phòng có một cái hệ thống mạng cục bộ thì cái đường mạng mà nối các cái văn phòng, các cái phòng ban, các cái khoa đó lại với nhau thì cái đường đó nó gọi là cái đường backbone. Thì trên những cái đường trục đó thì có thể chúng ta sẽ ưu tiên dùng băng thông lớn
thì khi đó chúng ta có thể áp dụng cái công nghệ là Gigabit Ethernet. Thì đây là một vài cái gợi ý cho cái việc thiết lập một cái hệ thống mạng LAN theo công nghệ Ethernet trong một cái khu vực. Tuy nhiên, trên thực tế hiện nay mà nói, thì chúng ta nên sử dụng tất cả đều là công nghệ Fast Ethernet. Tức là kể cả những cái đường kết nối đến các cái máy trạm, mình cũng xài luôn công nghệ là Fast Ethernet, tức là 100 Mbps per second. 100 Mbps per second. Còn những cái đường mạng mà kết nối đến các cái server thì chúng ta dùng 100 Mbps cũng được, mà nếu có điều kiện thì chúng ta sẽ dùng 1 Gigabit, tức là Gigabit Ethernet. Đó thì cái đó là cái khuyến cáo thêm vào. Bởi vì hiện nay cái công nghệ mà Ethernet 10 Mbps thì cũng không còn thịnh bằng so với lại cái Fast Ethernet. Và cái công nghệ Fast Ethernet, những cái thiết bị của nó như là cái hub, cái switch hay là những cái cạc mạng cũng đã có giá thành giảm đáng kể. Nên khuyến cáo là hiện nay nếu mà chúng ta thiết lập các hệ thống mạng thì chúng ta nên chọn cái công nghệ mạng là Fast Ethernet, tức là hỗ trợ tốc độ truyền là 100 Mbps trên dây. Các cái đường backbone thì nếu có điều kiện thì chúng ta sẽ dùng là Gigabit Ethernet. Đây là một cái bảng mô tả những cái loại đường cáp, hay mình gọi là các cái loại phương tiện truyền dẫn dùng trong cái công nghệ mạng Ethernet, gọi là Ethernet Media. Ethernet Media tức là cái loại đường cáp dùng cho cái công nghệ mạng Ethernet. Một điều nữa nó là cái connector, tức là những cái đầu nối với cái đường cáp đó. Đây thì cái loại đường cáp thứ nhất nó gọi là Thinnet. Thinnet mình tạm dịch nó là cáp mảnh, ha, cáp mảnh. Thì một đoạn mạng của nó dài tối đa là 185 mét. Nó được sử dụng cho bus topology. Và cái đầu nối từ cái cạc mạng, đầu nối từ cái cạc mạng vào cái đường cáp Thinnet này, thì cái đầu nối đó tên là BNC. Cái loại đường cáp Thinnet này thì nó có cái trở kháng là 50 ohm. Loại đường cáp thứ hai là cái loại cáp thứ hai, đó là Thicknet. Thì Thinnet và Thicknet đó, nói chung là nó gọi là cáp đồng trục. Cáp đồng trục là coaxial cable. Thì Thicknet thì một đoạn mạng là 500 mét và dùng với lại bus topology. Và cái đầu nối từ cái cạc mạng vào cái đoạn cáp mạng thích là AUI. Thì hai cái loại phương tiện truyền dẫn là Thinnet và Thicknet thì gọi chung nó là cáp coaxial, tức là cáp đồng trục. Coaxial hay là cáp đồng trục. Rồi cái loại cáp thứ hai á, đó là cáp UTP và STP. Thì UTP với STP này mình gọi chung nó là cáp xoắn đôi. Thì cái chữ TP này là twisted pair, là xoắn đôi. Twisted pair. Còn chữ U là unshield twisted pair, còn S là shield twisted pair, tức là bên đây cáp UTP là cáp xoắn đôi không có vỏ bọc, còn STP là cáp xoắn đôi mà có vỏ bọc. Cáp UTP nó được chia ra làm nhiều năm loại nữa, là loại 1, 2, 3, 4, 5. Nhưng mà hiện nay dùng trong lĩnh vực mạng máy tính thì mình chỉ dùng loại 5 thôi. Và một đoạn cáp UTP nó giới hạn là 100 mét. Nó dùng trong star topology. Và cái đầu nối từ cái dây cáp mà vào cái cạc mạng á, thì cái đầu đó nó gọi là cái đầu RJ45. Tương tự STP. STP ở đây là một đoạn mạng cũng có thể là 100 mét nha, cũng có thể là 100 mét. Và cũng dùng trong star topology. Và cái đầu nối là RJ45. Như vậy cái UTP và STP chúng ta có thể coi nó là một loại. Đó là cáp xoắn đôi, twisted pair. Bây giờ chúng ta tới cái loại cáp thứ ba, đó là cáp quang. Mình gọi chung nó là fiber. Fiber optical là cáp quang. Cáp quang thì sẽ chia ra làm hai loại, một loại là single mode và một loại là multi mode. Single mode là nó dùng một tia sáng laser để mà nó truyền tín hiệu dữ liệu. Còn multi mode là nó dùng một cái chùm tia sáng, nhưng mà cái chất lượng tia sáng này thì nó là kém hơn laser, tức là
tia sáng như là cái đèn LED đó. Nó dùng một cái chùm tia sáng để mà nó truyền tín hiệu. Về một cái đoạn cáp mạng dùng cáp quang á, thì nó khoảng chừng là 2 đến 3 km, khoảng 2 km một đoạn. Đây là tối đa là 10. Nhưng mà thường thì nó dùng một cái đoạn là khoảng chừng 2 km. Nó dùng trong Star Topology, và dưới này là tên của đầu nối, tên của cái đầu kết nối từ cái cạc mạng, từ cái cạc mạng hoặc là cái thiết bị kết nối mạng vào trong cái sợi cáp quang. Rồi. Như vậy trên cái hình này cho chúng ta thấy là kết nối mạng LAN mình có 3 loại phương tiện truyền dẫn. Một là coaxial cable, tức là cáp đồng trục. Hai, đó là cáp xoắn đôi UTP hay là STP. Và ba, đó là cáp quang. Hình này giới thiệu cho chúng ta về cái hình dạng của những cái đầu kết nối. Ví dụ, chúng ta coi nè. Nè, chúng ta coi. Đây là một cái đầu kết nối theo kiểu là LG45 hay là đầu UTP á, gắm vào đây. Thì ở trên đây mà nó ghi là 10 100 megabit fast internet switching module. Ý muốn nói rằng là đây là hai cái cổng switch mà hỗ trợ cái tốc độ truyền là 100 megabit. Hỗ trợ tốc độ truyền là 100 megabit, mà fast internet là 100 megabit. Rồi, trên cái hình trên này, một cái mặt của một cái thiết bị mạng mà. Thì chỗ nào nó đề là Ethernet, nó là 10 meg. Thì cái đầu này là đầu LG45. Thì ở đây nó có hai cổng nè, một cái Ethernet 0 là một cổng, Ethernet 1 là một cổng. Thì là để kết nối với lại LG45. Kết nối cái đầu LG45 vào đây. Đó là dùng công nghệ mạng là Ethernet, là 10 megabit giây. Còn cái đầu nào mà nó đề là AUI thì mình biết rằng là để nó kết nối vào cái đường cáp là thick cable, tức là cáp dày, gọi là cáp xoắn đôi nhưng mà cáp đồng trục nhưng mà là cáp dày, cáp đồng trục nhưng mà cáp dày. Đó. Còn cái đầu kết nối với cáp quang, đầu kết nối với cáp quang là đây, nó có hai sợi T tức là transmit, tức là truyền tín hiệu, còn R tức là receive, là nhận tín hiệu. Nhưng mà cái đầu cáp quang á, gắm vào nó sẽ có hai sợi, một cái sợi truyền và một cái sợi là nhận tín hiệu. Đó là cái đầu kết nối của cáp quang. Và cái hình này cho chúng ta thấy trên một cái thiết bị mạng ha, thì những cái đầu và những cái đầu nối tương ứng với các cái chuẩn công nghệ mạng khác nhau nó như thế nào. Ví dụ như mình nhìn cái đầu nối này thì mình biết là, ví dụ như đây là AUI nè, là nó dùng cái công nghệ mạng là 10 bay 5. Còn mình nhìn đây mình thấy là Ethernet, là nếu nó dùng là 10 bay T. Còn để đây thấy đây là Fast Ethernet thì nó chính là 100 bay TX. Đó, ví dụ như vậy. Đây là cái hình của cái đầu nối LG45. Nó gần giống như là cái đầu dây điện thoại. Nhưng mà dây điện thoại thì nó chỉ có 4 sợi. Nhưng mà cái đầu LG45 này nó cho phép mình gắn vào nó tới 8 sợi, 8 cái ruột đồng gắn vô. LG45 jack. Đây là cái ổ cắm mà mình đặt trên tường. Còn đây là cái ngã sau của cái LG45 jack. Cái sau là các cái sợi dây nó sẽ được cắm vào những cái chỗ này. Nó gọi là pinch down. Đây là cái sơ đồ mình bấm đầu dây cáp UTP. Bấm đầu dây cáp UTP. Thì cái sơ đồ bấm đầu dây nó có hai cái chuẩn, một là T568A và hai là T568B. Thì để ý, dù cho là 568A hay là 568B thì để ý như nào. Sợi số 1 với sợi số 2 là một cặp màu. Sợi số 3 với sợi số 6 là một cặp màu. Đó là quan trọng, nhớ như vậy. Thì ví dụ chúng ta xét cụ thể trên cái chuẩn bấm đầu dây là T568A. Thì sợi số 1 và sợi số 2 là màu xanh lá cây, tức là màu xanh lá cây lợt, màu xanh lá cây đậm. Sợi số 3 và sợi số 6 là màu cam. Đây là cam lợt và đây là cam đậm. Sợi số 4, số 5 là một cặp màu, tức là xanh dương.
Và sợi số 7, số 8 á, sợi số 7, số 8 thì nó là màu nâu. Số 8 là màu nâu. Chúng ta để ý á, là cái sợi số 4 và sợi số 5 á, thì màu của nó ngược lại. Ví dụ như là 1, 2 á, là lợt trước đậm sau. 3, 6 nè cũng là lợt trước đậm sau. Thì cái số 4 nó lại là đậm trước và lợt sau. Còn cái 5, 6, 8B thì ngược lại thôi. Thì 1, 2 nó là màu cam. Còn 3, 6 thì nó là màu xanh lá cây. Như vậy là dù cho mình bấm theo kiểu là 5, 6, 8A hay là 5, 6, 8B thì nhớ một cái nguyên tắc là 1, 2 là một cặp màu, 3, 6 là một cặp màu. À, trong cái ruột của sợi cáp UTP nó có 8 sợi tương ứng với lại 8 màu. 8 màu, nói là 8 màu nhưng mà thực ra được chia ra làm 4 cặp. Tại vì cứ 2 cặp là một màu. Một màu thì một cái lợt, một cái đậm. Và cái cách bấm đầu dây là như vậy. 1, 2, 3, 6. 1, 2 là một cặp màu, 3, 6 là một cặp màu. Chúng ta sang cái loại cáp stretch through cable là gì? Stretch through cable thì nó được bấm như sau. Đây là cáp UTP thôi nha. Đó là đây là cáp UTP. Và chúng ta đang xét là cái stretch through cable chúng ta bấm ở hai đầu của nó theo cái thứ tự màu như thế nào. Stretch through cable thì mình bấm ví dụ như ở đầu bên này thì cái sợi 1, 2 với cái sợi 3, 6 nó màu gì? Thì cái đầu bên kia 1, 2 và 3, 6 nó cũng là màu tương ứng. Đó là stretch through cable. À, đây là ví dụ hình nè. 1, 2 cái này là gì? À, cam lợt, này cam đậm là cái cặp 1, 2. Còn 3, 6 là xanh lá cây. Xanh lá cây lợt, xanh lá cây đậm. Đó. Thì cái đầu bên kia đó nó cũng là cam và xanh lá cây. 1, 2 là cam và 3, 6 là xanh lá cây. Thì cái sợi cáp mà hai đầu bấm giống nhau như vậy thì gọi nó là cáp stretch through. Và cáp stretch through nó được sử dụng trong trường hợp nào? Nó được sử dụng để mà kết nối giữa hai cái thiết bị mà khác loại với nhau. Ví dụ mình kết nối từ cái switch đến router, mình kết nối từ một cái switch đến máy tính, đó là hai thiết bị khác loại. Hay mình kết nối từ cái hub đến máy tính. Máy tính có thể là cái máy trạm hay là cái server. Như vậy khi mà mình muốn kết nối hai cái thiết bị khác loại nhau thì mình phải dùng cái cáp UTP mà cái loại là stretch through cable. Mà stretch through cable là cáp mà hai cái đầu dây đó là bấm giống nhau. Hai đầu dây bấm giống nhau. Ví dụ như đầu bên này mình bấm là 568A thì đầu bên kia mình cũng là 568A. Đầu bên này mình bấm là 568B thì đầu bên kia mình cũng bấm là 568B. Tức là 1, 2 và 3, 6 màu gì thì đầu bên kia 1, 2, 3, 6 cũng màu đó. Chúng ta sang cái loại cáp là crossover cable. Người ta thường gọi nó là cáp chéo. Thì cáp chéo như vậy là 1, 2 ở đầu bên này màu gì thì tương ứng với 3, 6 ở đầu bên kia màu đó. Rồi 3, 6 ở đầu bên này màu gì thì tương ứng với 1, 2 ở đầu bên kia màu đó. Đó là cái thứ tự bấm đầu dây. Loại cáp là cáp chéo, crossover cable. Đó, thì thấy cái trên cái hình này, ví dụ 1, 2 màu cam, thì 3, 6 bên này màu cam. 3, 6 bên này màu xanh lá cây, thì 1, 2 bên đây màu xanh lá cây. Crossover cable được sử dụng để mà kết nối hai cái thiết bị nó cùng chủng loại với nhau. Ví dụ, mình kết nối hai cái switch. Thì được xem như là cùng chủng loại. Mình kết nối cái switch với cái hub cũng được xem như là trùng cũng loại. Thì mình dùng crossover cable. Kết nối hai cái hub. Đó, kết nối hai cái router. Mình kết nối trực tiếp hai cái máy tính. Thì đó là những cái trường hợp mà mình sẽ dùng là crossover cable. Một cái trường hợp đặc biệt là mình kết nối từ router ra máy tính. Thì một cái máy tính có thể được xem nó cùng chủng loại với router. Bởi vì chúng ta có thể dùng cái máy tính để mình giả lập làm cái router. Như vậy khi mà muốn kết nối từ máy tính trực tiếp ra router thì phải dùng cách chéo crossover cable. Rồi, như vậy tới đây tôi nhắc lại là để mà mình dùng cáp UTP, mình kết nối hai cái đối tượng, hai cái loại thiết bị trên mạng thì mình lưu ý. Nếu hai cái thiết bị đó cùng chủng loại thì mình dùng cáp chéo, mà nó khác chủng loại thì mình dùng cáp stretch through, cáp thẳng.
có một cái trường hợp đặc biệt thì là mình kết nối từ router đến PC, tức là máy tính á, thì nghe cái tên thì mình có vẻ như là nó khác chủng loại, nhưng mà được xem là cùng chủng loại, router và máy tính. Như vậy mình phải dùng là crossover cable để mình kết nối từ router đến máy tính. Chúng ta sang cái thiết bị là repeater. Repeater là một cái thiết bị khuếch đại tín hiệu, phát sinh lại tín hiệu. Ví dụ mình có hai cái đoạn mạng như vậy, mình có hai cái đoạn mạng. Rồi chúng ta hai cái đoạn mạng và chúng ta nối với nhau bằng cái repeater. Hai đoạn mạng chúng ta nối với nhau bằng cái repeater. Thì như vậy cái tín hiệu khi mà nó đi vào một cái cổng bên này của repeater thì nó sẽ được khuếch đại để nó copy qua cái cổng bên kia. Và do đó cái tín hiệu nó được truyền xa hơn. Repeater có thể xem nó gần giống như là cái amply. Gần giống như là amply, mà cái tín hiệu của nó xử lý là tín hiệu số. Là nhận tín hiệu vào một ngõ này và nó khuếch đại lên rồi copy qua ngõ bên kia và ngược lại. Và nhờ như vậy nên cái tín hiệu nó được truyền xa hơn. Tín hiệu nó được truyền xa hơn. Tuy nhiên, hai cái đoạn mạng, ví dụ nha, đoạn mạng bên này, mình kết nối với một cái đoạn mạng bên này bằng thiết bị repeater là nó tạo ra có một đoạn mạng logic thôi. Coi như nó tạo ra có một đoạn mạng logic thôi. Đây là một đoạn mạng vật lý. Đây là một đoạn mạng vật lý. Hai cái đoạn mạng vật lý này mình nối với nhau bằng repeater. Nó chỉ tạo ra có một đoạn mạng logic. Một đoạn mạng logic. Vì vậy á, khi hai cái đoạn mạng vật lý mình nối với nhau bằng cái repeater, nó tạo ra một cái đoạn mạng logic. Nên cái miền xung đột á, cái miền xung đột trên cái đoạn mạng đó nó lớn hơn. Miền xung đột mà lớn á, thì cái hiện tượng xung đột, cái hiện tượng xung đột tức là hiện tượng collision á, nó xảy ra nhiều. Mà hiện tượng collision mà xảy ra nhiều á, thì cái hiệu năng truyền dữ liệu trên mạng nó bị giảm. Do đó khuyến cáo rằng là không nên sử dụng repeater để mình kết nối hai cái đoạn mạng với nhau. Tại vì nếu mà mình kết nối hai cái đoạn mạng vật lý với nhau bằng repeater thì mình sẽ làm cho cái hiệu năng truyền, tốc độ truyền dữ liệu ở trên cái đoạn mạng đó giảm đi. Như vậy thì repeater thường mình dùng trong trường hợp nào? Repeater mình sẽ dùng trong cái trường hợp là mình muốn kết nối hai cái thiết bị mà cái khoảng cách kết nối nó vượt quá cái thông số kỹ thuật của cái đường cáp mình đang dùng. Ví dụ mình muốn kết nối hai cái thiết bị dùng thin, dùng cáp mảnh, thin cable. Thì mình biết rồi, một cái đoạn cáp mảnh thì nó giới hạn là 185 mét. Mà bây giờ giả sử hai cái thiết bị đó nó nằm xa nhau tới 300 mét, thì khi đó mình sẽ dùng cái thiết bị repeater để mình tăng được cái khoảng cách kết nối. Đó, thì có thể mình nên dùng theo cái trường hợp đó. Hub. Hub thì được chia ra làm 3 loại. Là Passive Hub, Active Hub và Intelligent Hub. Nhưng mà trước khi vào ba cái này thì nó có, tôi nhắc một cái là hub nó cũng tương tự như là repeater thôi. Hub nó cũng gần tương tự như repeater. Có nghĩa là nó là một cái thiết bị ở tầng vật lý luôn. Repeater cũng là một cái thiết bị ở tầng vật lý trong cái mô hình OSC á. Repeater thì nó dùng với lại bus topology. Còn hub thì nó dùng là star topology. Hub thì dùng star topology. Nhưng mà cái cơ chế hoạt động thì cũng gần giống, tức nghĩa là một cái tín hiệu nó đi vào một cái cổng của hub, nó sẽ được khuếch đại lên rồi nó copy qua tất cả những cái cổng còn lại. Copy qua tất cả những cái cổng còn lại. Như vậy một cái hub á, mình cũng có thể xem nó tương đương như là một segment. Tương đương như một segment. Một cái hub á. Một hub thì cũng có thể mình xem nó tương đương như là một cái segment. Như vậy. Đó. Chỉ có điều là bây giờ là một cái hub thì nó sẽ kết nối theo cái kiểu là star topology. Rồi, passive hub là sao? Passive hub á, thì mình chỉ nhớ là nó chỉ có cái chức năng là để làm cái điểm trung tâm để mà kết nối các máy tính với nhau. Và nó không có cái khả năng gọi là khuếch đại tín hiệu. Passive hub á.
không có khả năng là khuếch đại và hay là làm rõ cái tín hiệu hơn, không có khả năng đó. Còn ActiHub thì ngoài cái việc nó kết nối, nó làm cái điểm trung tâm để mà kết nối các máy tính với nhau, thì nó còn có cái chức năng là khuếch đại tín hiệu. Còn có cái chức năng là khuếch đại tín hiệu. Còn Intelligent Hub á, Intelligent Hub thì trước tiên là nó có cái chức năng của cái ActiHub, có chức năng của ActiHub. Và những cái Intelligent Hub á, thường có hỗ trợ những cái khả năng để mình chẩn đoán hay là mình quản trị cái thiết bị đó từ xa. À, tức là nó có con nó có một cái trình phần mềm ở trong đó, một cái trình nghi thức ở trong đó, giúp cho người quản trị có thể quản lý, chẩn đoán cái thiết bị hub đó từ xa. Như vậy tóm lại, hub tương đương như repeater, nó hoạt động ở tầng vật lý, nó hoạt động ở tầng vật lý. Cái đơn vị dữ liệu mà hub nó xử lý là bit. Hub hay là repeater nó xử lý là bit. Và nhiệm vụ chính của nó là gì? Là nó khuếch đại tín hiệu, nó làm rõ cái tín hiệu lên. Đó là cái. Và hub thì được chia ra làm loại là Busy, Acti và Intelligent Hub. Chúng ta sang cái loại thiết bị tiếp theo. Ở đây là nói về mạng không dây. Nói về mạng không dây. Mạng không dây thì cũng đơn giản. Thì có một cái thiết bị dùng để mà thu phát sóng, đó là Access Point. Nó là cái Access Point. Cái thiết bị để mà thu phát sóng, Access Point. Nó gần giống như cái hub thôi. Còn các cái máy tính đó, thì nó sẽ sử dụng cái loại cạc mạng không dây. Sử dụng cái loại cạc mạng không dây để nó truy cập đến cái access point mà nó truyền dữ liệu đến những cái máy khác. Như vậy cái access point là gần giống như là cái hub. Thì có điều là gì? Nó là vô tuyến. Còn cái hub thì nó sẽ nối hữu tuyến, tức là nối những cái đường cáp xuống các máy tính. Như vậy từ những cái máy trạm hay là các máy chủ, nó liên lạc với cái access point là bằng sóng radio, bằng cái sóng vô tuyến. Thì thông qua cái access point đó thì các cái thiết bị này nó sẽ liên lạc được với nhau. Chúng ta sang cái thiết bị là brick. Brick mình dịch nó là cầu nối. Thiết bị brick là cầu nối. Ở đây chúng ta lấy ví dụ là chúng ta có 4 cái đoạn mạng. 1, 2, 3, 4. Nối với nhau bằng 3 cái brick, 4 đoạn mạng. Brick thì cũng gần tương tự như là repeater, tức là dùng bus topology, nhưng mà nó thông minh hơn. Là bởi vì brick nó hoạt động ở cái tầng 2, tức là tầng data link. Và cái sự hoạt động của nó là nhờ vào một cái bảng gọi là bảng forwarding table. Forwarding table, bây giờ cái bảng này nè. Thì brick á, ví dụ ha, mình xét cái brick này, nó kết nối cái đoạn mạng này và đoạn mạng này. Thì hai cái đoạn mạng mà nó được kết nối với brick á, nó là hai cái đoạn mạng riêng, chứ không phải như repeater. Nếu mình để đây là repeater á, mình nối hai cái đoạn mạng này thì nó thành ra là một đoạn mạng luôn. Thành ra là một luôn. Nhưng mà ở đây mình dùng brick này, nó là hai đoạn mạng riêng. Hai đoạn mạng riêng. Hai cái segment vật lý riêng. Thì nó hoạt động được nó nhờ cái bảng như vậy là trong cái brick. Ví dụ như cái brick nó có hai cổng đi. Brick này nó có hai cổng nè, cổng này. Cổng này. Thì hai cổng tương ứng với hai cột. Thì cái cột số 1 giả sử như là tương ứng với cái cổng này. Cột số 1 là cột này, tương ứng với cổng này. Thì ở cái cột số 1 á thì nó sẽ là địa chỉ của các cái máy nằm trên cái đoạn mạng đó. Còn ở cái cột số 2 á, nó sẽ tương ứng là địa chỉ